ngày không anh? Vâng, đúng rồi. Vâng. Hôm nay thì em xuống em kiểm tra cho bà nhà mình về và thì máu của em. Thì bà mình bỏ 3 ngày trước đấy. Mà lâu ngày? Là bà đã ổn định rồi. Hôm nay thì em uống nước. Uống nước đi. Vâng. Trước và tôi cũng cảm ơn. Vâng. Mới ngay đầu là bà cũng đau lên nhiều mà thậm chí là tuổi bà cao cái sức cũng này. Đấy mà bà đi mổ là không mổ được. Vâng. Đa phần là các cụ tuổi cao ở đi viện thì phẫu thuật cũng khó. Thì em các cụ bằng bó lá và uống thuốc thì cũng nhanh khỏi, em chưa khỏi thì phục vụ rất nhiều người rồi. Bà mình hàng ngày tầm 30 ngày là anh phải tập đi, mấy ngày trước là bà anh và tập bà đi rồi. Vâng, vẫn tập đi nó. Đi nhé. Còn em sang đây là. Tôi cảm ơn là. Vâng. Con chào bà nhá. Vâng. Mấy. Con xuống con kiểm tra cho bà. Đây con mượn cái này. Vâng. Cái áo của bà. À, nhà đứa đông nhiều thế bà. Vâng, vâng. Tuyệt vời lắm. Hà này là tốt rồi. Bà báo nghiêng nè. Các bác, các chú có tập đi cho bà không? Có. Vâng. Vâng, phải tập đi ạ. Anh tháo cái định vị này ra được bao nhiêu ngày rồi? Nói chung là xong đấy không? À, nửa tháng rồi à? Dạ, nửa tháng. À, rồi. Tháo định vị rồi. Còn định vị tháo nó sớm tí cho nó phải cứng. Vâng. Cứng vì là... Thầy dẫn theo chỉ dẫn thôi, nhưng mà gia đình cũng làm theo chú thầy. Vâng. Làm theo có. Bác sĩ là còn phải đấy. Nói chung là bà tôi giờ lúc này là... Tốt rồi. Cũng khỏe, tốt mà đi lại là chung là tuyệt vật. Là chung là... Không phải chứng nhận. Tập huyết là tốt rồi đúng không? Vâng. Tôi rất cảm ơn. Vâng, vâng. Bà nằm nghiêng con kiểm tra lại. Không có một tí thì cô tập đi rồi rồi kiểm tra lại cho chắc rồi. Chú nhiệt tình với mẹ tôi. Bởi vì cái này thì cũng nói chú biết là. Có đau không chú ơi? Không. Không ạ. Tôi thì nói chung là cái tuổi già là mổ là không mổ được. Vâng. Biết rồi. Hàng ngày cô tập đi được 5-7 ngày trước cô tập đi được gì? Vâng. Rồi à. Rồi rồi thì chú này đi chợ cô đi thử nhá. Vâng vâng. Đi chợ rồi các thứ rồi. Vâng. Vâng. Đi thử đi ạ. Bà đi thì quá rồi. Rồi, rồi, thì quá rồi. Vâng, em cũng phải. Cẩn thận một tí nhé. Tất nhiên là cẩn thận, nhưng mà bà đi rồi. Đi ạ. Bà đi chợ mà thoải mái. Rồi, rồi, rồi. Rồi, bà đi uống nước nhé. Vâng. Thế là tốt rồi. Vâng. Cái này là có thật, cháu cũng phải suy nghĩ. Vâng. Con hỏi cụ là cụ này bao tuổi rồi ạ? Tôi 85. Quê cụ ở đâu ạ? Tôi ở Phú Hiền. Phú Hiền, Mỹ Đức ạ? Hà Thanh, Mỹ Đức. Cụ đi đâu nhìn thấy cô xuống đường ạ? Tôi chỉ là dưới bếp, dưới đây. À, dưới bếp. Vâng. Mức độ con bó cụ là 35 ngày thì cụ tập đi lại nhẹ nhàng rồi. Thì cách thức mà ngâm thuốc mình tập luyện ấy thì hôm trước con là lên xuống con dặn các chú các bác đây rồi thì hai ngày mới như thế mà tập luyện nó cụ thôi là cụ về đi được bình thường rồi và cụ thêm 15 ngày nữa là trong cái buổi năm nay em đi nhé thì cụ sẽ đi lại bình thường và cụ tuổi cao mà bó nhảy khỏi này là cũng khá quá rồi rất vất vả vì các cụ thực hiện một ca phẫu thuật với chân cụ nhảy tiền cái chi phí tiền viện cũng nói nhưng mà cái tuổi nó cũng là cao không đủ sức để giao lại tháng một đấy cái việc tập luyện như nào thì em dặn các bác nhé cố gắng tập luyện tập luyện vâng tốt thì là tốt rồi. Vâng, cháu cũng mừng, phải mừng gia đình, phải mừng cho bà. Bà mình cũng mừng, mình làm được những công việc. Vâng, vâng, vâng. Chúng tôi chỉ là chúng không để.